Xe nhập thái đi vẫn sướng anh em ạ. Hôm nay thì Beautiful Car chuyên mục xe cũ gửi đến anh em chiếc Toyota Camry 2.0 2019 đăng ký lần đầu 2019 luôn nhá. Nhập thái nguyên con. Lô xe 2019 này cũng là lô đầu tiên mà nhập về từ Thái Lan đó. Hiện tại chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi, biển số gốc là ở quê hương của vua Hùng, Phú Thọ. Chiếc xe này thì hiện tại bây giờ bên tôi đang chào bán mức giá là 975 triệu có thương lượng. Anh em nào mua trả góp thì chuẩn bị trước giúp khoảng 300 nhé. Cam kết luôn với anh em là không đâm đụng, không ập nước, không bổ máy, không lỗi, km zin. Anh em riêng đối với con này thì anh em check thoải mái trong hãng này, gara, showroom, thợ. Khuyến cáo anh em nên như vậy để mình tạo được cái sự yên tâm nhất khi mình mua bán xe cũ. Còn cái yên tâm là đến với kênh của chúng tôi thì chỉ có xe đẹp, xe xấu là chúng tôi không làm. Giá đến đâu, tốt đến đâu chúng tôi không làm, không mua bán xe xấu, xe cũ. Xe nó quá nát rồi thì chịu thôi anh em ạ. Ở một chiếc Camry như thế này thì với tầm tiền 975 triệu, anh em mình nếu mua sedan sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Riêng phân khúc D nhá, mình có Mazda 6, có Honda Accord, Camry, Hyundai Sonata. Nếu anh em nào thích thì tầm này, tầm tiền như này mình cũng có thể mua được chiếc VinFast Lux A rồi. Phiên bản Plus ấy, là mình đã có thể mua được rồi, bản nâng cao. Nhưng mà suy đi tính lại ấy, thì Camry nó vẫn có một cái chất riêng của nó. Sonata thì rất nhiều đồ chơi nhưng mà nhìn nó hơi mềm mại. Mazda 6 thì anh em biết rồi, nó hơi unisex một tí nhưng mà cách âm rất là kém luôn. Lux A thì lái sướng, mỗi tội là nó chất lượng hoàn thiện của nó chưa được tốt lắm. Với nó cũng là cái version đầu tiên nên là không tránh khỏi những cái lỗi lặt vặt. Còn Camry thì nó đã là huyền thoại rồi, không chỉ ở Việt Nam, không chỉ ở Đông Nam Á đâu, mà ngay kể cả Mỹ thì những chiếc Camry như thế này vẫn là những cái chiếc xe mà được người Mỹ ưa chuộng nhiều nhất. Mỹ và châu Âu họ chuộng Camry lắm. Ở chiếc Camry 2.0 này thì anh em sẽ bị cắt bớt một số tính năng option so với phiên bản cao cấp nhất là 2.5. Ví dụ này, cửa sổ trời này, đèn full LED là mình bị cắt này, không có cảnh báo điểm mù này, không có hỗ trợ lùi an toàn này, la răng thì bé hơn, điều hòa thì 2 vùng độc lập thay vì 3 vùng độc lập, hàng ghế sau không ngả điện được. Đấy là những cái khác biệt sơ sơ. Còn lại chi tiết thì chắc là anh em muốn tìm hiểu chi tiết thì mình có thể liên hệ với số hotline của bạn sale Toyota phía dưới nhá. Thì bạn ấy sẽ cung cấp hết cái catalog phân biệt giữa hai cái dòng này luôn cho nó chuẩn. Anh em tìm hiểu sơ qua đôi chút đi. 975 triệu 2019 lăn bánh 2 vạn. Anh em sẽ có một chiếc xe nhập thái nguyên con này. Thương hiệu thì không phải bàn rồi. Đèn chiếu xa chiếu gần vẫn là đèn LED. Đèn xi nhan thì sẽ là đèn halogen. Cảm biến góc trước, cảm biến trước, xe được trang bị rất đầy đủ. Động cơ 2.0 lít phun xăng trực tiếp. Tăng tốc thì không kém gì xe 2.5 luôn. Số tự động 6 cấp dẫn động cầu trước. Đấy. Tiêu tốn nhiên liệu thì anh em xác định luôn là nó rơi vào khoảng 9-10 lít cho 100 km trong đô thị. Ở bên hông thì anh em sẽ có một bộ la răng có kích thước bé hơn, kiểu dáng cũng không đẹp bằng so với phiên bản 2.5 đâu. La răng của này chỉ 17 inch thôi, còn 2.5 thì sẽ là 18 inch. Gương chiếu hậu này, chỉnh điện, cụp điện, xi nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome, có cảm ứng mở cửa thông minh. Đấy. Phía sau này, chính là phía sau này, theo quan điểm tôi là Camry nó rất là đẹp luôn, đẹp, thậm chí nó đẹp hơn cả đằng trước ấy. Mở cốp. Cốp này thì vẫn cốp cơ thôi nhưng mà có trợ lực, rất là rộng. Dưới cùng thì anh em có kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa. Đấy. Con này thì kích lốp chưa hạ lần nào luôn. Với chiếc Camry màu đen này thì anh em sẽ có hai sự lựa chọn về màu sắc nội thất là ghế da màu be hoặc là ghế da màu đen. Nhưng mà ghế da màu đen ấy thì khách hàng lựa chọn nhiều hơn bởi vì nó sang hơn. Đây nhá, mời anh em. Chiếc xe này là có nội thất ghế da là màu đen này. Đấy, đen tuyền hết từ trong ra ngoài, toàn bộ ghế da hết rồi. Điều hòa phía sau nhá, cửa gió này, điều hai vùng độc lập, sạc đầy đủ. Kệ thì tay. Đấy, chặt thế. Kiểu này chắc là ít khi dùng kệ đi tay rồi đúng không? À, mới nguyên. Cái xe này là anh em sẽ không có cái rèm che nắng bên hông, rèm che nắng kính sau đâu. Camry 2.5 thì mình có. Anh em lên khoang nội thất đi. Ghế lái, ghế phụ là anh em chỉnh điện hết rồi nhá, không phải lăn tăn. Đấy. Mở cốp điện rồi là nút bấm mở cốp điện này. Tắt bật tắt cân bằng điện tử. Đây, anh em nhìn là hiện tại bây giờ là đang số km thực của xe nhé.
chờ xíu đang khởi động, đẹp đấy. 19.000 km, gọi cho 2 vạn đi. Màn hình thì anh em cũng nhỏ hơn một chút so với cái màn hình của phiên bản 2.5. Tất cả những cái nút bấm này làm rất đẹp luôn. Đấy, cam lùi nhá, nét căng đét. Đấy, cam theo xe xịn lắm. Điều hòa 2 vùng độc lập, chìa khóa thông minh. Hộp số 6 cấp, chế độ lái Sport có này. Phanh tay điện tử, chức năng auto hold. Về tính năng của chiếc Camry 2.0 này, một số tính năng khác về an toàn chẳng hạn, anh em sẽ có phanh tay điện, có phanh tay điện tử ở đây, có phanh đĩa 4 bánh cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, 7 túi khí quanh xe. Nói chung là chạy Camry Thái thì không phải lăn tăn gì luôn, sướng lắm. Hiện tại chiếc xe này nếu anh em muốn xem thì vui lòng ghé qua 99 Thành Thái nhá, Hà Nội ca. Anh em sẽ lái thử trực tiếp xem xe. Anh em mình chắc là chỉ bàn về giá thôi, 975 có thương lượng. Các bác cứ qua rồi giá cả thì bên em sẽ cân đối. Em xin phép kết thúc cái video này đây. Và anh em cũng đừng quên like, subscribe để ủng hộ cho kênh. Bấm chuông thông báo để cập nhật những chiếc xe mới nhất, xịn nhất chuẩn bị về Beautiful Car. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.